Xin chào quý vị khán giả, hiện nay bộ phận không khí lạnh đã báo đang di chuyển xuống phía Nam, trên đất liền, khoảng gần sáng vào ngày 29 tháng 4, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh dần lên cấp 2 đến cấp 3, vùng ven biển cấp 3 đến cấp 4. Do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp nên từ đêm 28 đến ngày 29 tháng 4, ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa và rải rác có dông. Cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-50mm, có nơi trên 80mm. Mưa trong giai đoạn giao mùa rất dễ kèm theo tố lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh. Từ đêm ngày 29 tháng 4, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa trời lạnh, vùng núi phía Bắc có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở phía Đông Bắc Bộ phổ biến 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ. Còn trong ngày mai, nhiệt độ của các thành phố phía Đông Bắc Bộ sẽ giảm xuống với mức nhiệt cao nhất được không vượt quá 28 độ. Tại thành phố Việt Trì ngày mai sẽ có mưa lượng khá, đây là những cơn mưa rửa đền diễn ra trước và sau ngày giỗ tổ Hùng Vương, mưa để làm sạch sẽ môi trường để trả lại vẻ đẹp linh thiêng cho đền Hùng, sau đó từ chủ nhật trở đi, mưa hết, trời lại chuyển nắng trở lại. Nhiệt độ cao nhất trong 3 ngày dao động từ 26 đến 28 độ, trạng thái thời tiết này cũng diễn ra tại thủ đô Hà Nội, gây bất tiện cho các hoạt động ngoài trời vào ngày mai. Mưa chỉ diễn ra trong một ngày rồi dứt hẳn, nhiệt độ tăng lên, từ 26 lên 28, rồi lên 29 độ vào ngày thứ hai, chuyển sang dự báo thời tiết biển. Ngày mai vùng biển quanh vịnh Bắc Bộ có mưa dông, kèm theo lốc xoáy và gió giật mạnh. Từ ngày mai gió chuyển hướng Đông Bắc mạnh dần lên cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động, vùng biển quanh các quần đảo Phú Quốc, Thổ Chu ra đến huyện đảo Trường Sa, ngày mai có mưa dông vài nơi, gió không vượt quá mức cấp 4, huyện đảo Hoàng Sa dự báo ngày mai trời nắng, gió nhẹ và biển êm. Cuối cùng là dự báo thời tiết cho các thành phố thuộc ASEAN trong đêm nay và ngày mai.